Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom nhá. Và hôm nay thì mình đã trở lại với cả Hacom Link Dam. Bởi vì là có một anh khách mua máy giá trị dưới 1 tỷ anh em ạ. Bộ máy xịn lắm, chính xác hơn là 86 triệu. Nhưng mà hôm nay trời vẻ nóng quá thì bây giờ mình vào gặp anh khách nhá. Uầy, lâu lắm mới được trở lại với cả Hacom Link Dam đấy. Nhưng mà anh khách đâu rồi nhỉ? Anh ơi! Anh đâu rồi anh ơi? Lạ thế nhở? Anh đâu rồi anh ơi? Anh ơi! Anh đâu nhở? Lạ thế? Trời! Ui! Mình tìm mãi không thấy khách đâu anh em ạ. Thế nên thôi, bây giờ mình lắp bộ máy trước xong rồi thì nó gọi anh ấy sau nhá. Dạ vâng, bộ máy 85 triệu chúng ta đang nghe đây rồi. Chúng ta sẽ có ở đây được chính là CPU i9-12900K này, chiếc mainboard Z690 đến từ Asus Formula luôn, màu trắng cực kỳ là đẹp. Đấy, đi kèm với đó chúng ta sẽ còn có cả một chiếc cảm ứng RTX 3000. Có vẻ như là khách này cũng không có nhu cầu quá là cao về chơi game nên là chỉ cần như thế này thôi. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ còn những thứ cực kỳ là cao cấp luôn, ví dụ như là ổ cứng Samsung này, 980 Pro 1TB này và kit RAM có thể gọi là xịn nhất bây giờ. Đấy, DDR5 RGB luôn của Challenge Z. Và bây giờ hãy cùng mình lắp bộ máy này nhá. Ok, anh khách của chúng ta đây thì chọn đó chính là chiếc CPU i9-12900K. Anh em biết rồi đấy, vị vua gaming chúa tể của những CPU, gọi là người tình của Windows 11. Đấy, và ai cũng yêu Intel chắc chắn là sẽ thích con CPU này. Thì con CPU này nó sẽ rất là khỏe này, hiệu năng đương nhân tốt này, đa nhân cũng tốt này. Và mức giá hiện tại của nó cũng rơi vào khoảng tầm 16 triệu rồi. Giảm tương đối so với cả lúc mới ra rồi. Thế nên là bây giờ đây là một con CPU cực kỳ hợp lý. Và anh khách chúng ta sẽ lắp trong một chiếc mainboard RGB Maximus Z690 Formula, màu trắng đẹp tuyệt vời luôn, cực kỳ hợp với cả cái tông màu của anh ý. Thế nên là bây giờ mình hãy cùng lắp con CPU này vào trong chiếc mainboard này nhá. Về RAM thì anh khách chúng ta hôm nay là một người rất là gọi là am hiểu về những bộ máy tính người ta. Và nếu mà anh em tìm kiểu best RAM DDR5 ấy thì chắc chắn sẽ là cái con này sẽ thuộc trong top 5 luôn. Mình hứa với anh em thế. Cái đây là một kit RAM Trident Z. Đấy, DDR5 này, có RGB này và bus của nó là 6000 anh em ạ. Ui giời ơi, cao quá trời là cao. Và cái kit RAM này ấy, nó có thể giá nó bằng gần như bộ máy tính gọi là tầm low end luôn, là mức giá của nó là 12 triệu 13 triệu rồi đấy. Ui, xót quá. Thì bây giờ mình lắp vào trong bộ máy này nhá. Về vỏ cây ấy, thì chúng ta sẽ có đây đó chính là cũng NZXT luôn. Đấy, anh khách có vẻ như là fan của NZXT. Thì khi mà mình nhìn cái gọi là list các đồ ấy, mình thấy H510, xong mình sợ quá anh em ạ. Tại vì là cái con H510 ấy, anh em biết rồi đấy, nó bí lắm. Nhưng mà không, anh khách chúng ta cực kỳ là biết chơi luôn. Hôm nay là anh khách sử dụng đó là phiên bản, đây, đầu chữ đầu rồi, chữ đây, H510 Flow anh em ạ. Đấy, ở đằng trước sẽ có cái mesh này, nó sẽ có những cái lỗ hổng này để hít gió tốt hơn, cực kỳ là thông thoáng chứ không như chiếc H510i bình thường anh em nhé. Bây giờ mình mở ra và gắn con bên vào nhá. Ok, thì bây giờ là bước cuối cùng của bộ máy này rồi, đó chính là chiếc cảm hình. Thì có vẻ như là anh khách của chúng ta hôm nay không đam mê lắm về việc chơi game mà chỉ muốn có một cái gì đó sành điệu đúng không? Một gì đó ray tracing một tí. Nên là anh đã chọn chiếc RTX 3000. Hơi tiếc một tẹo là anh ý là không kiếm được con màu trắng anh em ạ. Ui,
hơi buồn. Nếu mà giá mà kiếm được một con màu trắng thì quá là tín luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp con này vào nhá. Đây cũng là một chiếc cặp ba fan rất là đẹp. Nếu mà sau anh em mà đi nước thì còn tuyệt vời hơn nữa đâu. Em phải công nhận là cái bộ máy của chúng ta hôm nay được build rất là đẹp. Thì liệu rằng cho em hỏi là anh thì đang build bộ máy này là với mục đích gì ạ? Với mục đích làm như nào ạ? Mình là mua cho ông anh thôi. À mua cho... Thế em có thể thấy là anh... anh đang sử dụng là CPU i9-2900K. Đấy. Và chỉ có 3050 thôi. Thế là công việc gì mà lại yêu cầu một cái cấu hình như thế? Thực ra cái công việc đấy anh cũng không... Nếu mà... nghiên cứu cái cấu hình nếu mà làm công việc đấy thì nó cũng hơi khó vì bây giờ nó mới. Thì em biết cái fanpage của Facebook không? Cái trang web bán hàng ở trên Facebook ấy, nó live stream xong là tin nhắn nó đẩy về đấy. Ok. Vâng ạ. Đấy thì hóa ra thằng này đang build để nó lấy cái tốc độ cao nhất. Vâng. Để mà nhận tin nhắn ở trên đấy về. Thằng nào em thấy anh còn mua cả cái màn hình 240 280 hạt luôn. Công nhận đúng là khủng bố. Thì muốn là cho cái tốc độ trẻ, tốc độ phản hồi của máy nhanh nhất, tốc độ trẻ nó thấp nhất để mình còn ấy làm việc ấy. Thế thì nếu mà sau khi mà anh đã mua hàng này, gọi là được bọn em lắp đặt đây bộ máy như này rồi, thì anh cảm thấy thế nào về gọi là chất lượng của bộ máy này, và gọi là bây giờ bề ngoài đó, bây giờ nhìn bề ngoài đó anh cảm thấy thế nào ạ? Đây bọn em DJ đi dùng các kiểu này. Kể cả tưởng tượng là đẹp rồi, chứ đừng nói là nhìn thấy tận mắt. Vâng. Thế còn về trải nghiệm gọi là mua hàng bên bọn em thì thế nào ạ? Mua hàng thì đây là lần này anh mua lần hàng lần thứ hai rồi. Lần thứ hai ạ? Trước cái du lịch thì anh view một con 40 triệu. Đấy, 40 triệu? Ui, thế con này X2 luôn. Đây, anh đang dùng ở đây. Đây, vâng. Anh khách của chúng ta đây dùng đã một bộ 40 triệu trước đây rồi, đã mua của Hacom rồi. Và để tin tưởng để mua lại thêm một nữa, X2 giá trị tiền. Rồi thì thực sự rất là cảm ơn anh đã gọi là lựa chọn Hacom bên chúng em ạ. Thì hy vọng rằng là với bộ máy này thì gọi là người mà anh mua hộ có thể làm việc được công việc tuyệt vời nhất, tốt nhất. Và cảm ơn anh đã mua hàng ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào anh ạ. Rồi, vậy thì bộ máy đã hoàn thành xong và anh em có thể gọi là được chúng ta đã phỏng vấn online với anh khách của chúng ta rồi. Thì nếu mà anh em cảm thấy cái bộ máy này ui đẹp vô cùng, sáng trắng tinh như ngọc trinh thì hãy bấm like và subscribe chúng mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em vào một video sau. Bye.